Đỗ Quốc Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể các bác nhé. Bây giờ là buổi tối thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2022. Và rất là nhiều bác hỏi đĩa khảm cảnh Hồng Chí về Hồng Kông. Thì hôm nay chúng tôi lên một clip để giới thiệu đến các bác nhé. Lô đĩa này chúng tôi vừa mới sưu tầm được 3 chiếc đấy, Hồng Chí và Hồng Kông, để gửi tới các bác. 3 chiếc đĩa này thì đều có đường kính là 39,5 và dày là 4 phân. Đấy, được khảm ốc, khẩu, các nguyên liệu phân biệt màu. Và đĩa khảm rất là cũng là tương đối nhá các bác nhá. Hàng khá mà giá cả thì hợp lý. Đấy, chất liệu bằng gỗ vụ. Đấy, đường kính đều là 39,5 và giá chiếc đĩa, 3 chiếc đĩa này là chúng tôi bán đồng giá là 3.200.000 đồng một chiếc. Đấy, bác nào mà quan tâm có thể liên hệ cho chúng tôi. Đấy, và đây tôi sẽ quay giới thiệu luôn chiếc đĩa Hồng Chí này trước. Đấy, lô đĩa này thì rất đều nhá, kích thước đều nhau, đều 39,5 các bác ạ. Đấy. Và ngoài đĩa đây thì là được khảm các đường dây nho. Đấy, ở ngoài vành đĩa nó khảm đường dây nho. Đấy, và trong này thì được khảm chạy triện này. Đấy, chạy triện. Và bối cảnh ở giữa đĩa chính là khảm một đôi chí, chim chí và cảnh hồng. Đôi chim chí thì đậu trên một cái vách đá này, một cái mỏm đá. Thì mỏm đá này thì được cắt bằng chất liệu nguyên liệu bằng con sác, sác vàng và sác trắng này các bác ạ. Đấy, và dưới đây thì được khảm khẩu này, khẩu với những cái sợi cỏ, những cái sợi ốc này. Đấy, phân biệt phối màu. Và đôi chim chí đây thì từ dáng thế, mặt mũi, cánh, lông đuôi. Đấy, lông đuôi thì cắt bằng con sắc trắng này. Đấy. Và các cái bông hoa hồng được cắt xen lọng, rất là đẹp các bác nhá. Cực kỳ đẹp và nó bắt mắt. Đấy, và giá cả đây hợp lý để cho các bác có điều kiện kinh tế vừa phải chơi. Đấy, nó cũng rất là đẹp. 3.200.000 đồng một chiếc. Đấy. Và chiếc đĩa bên này thì cũng tương tự như vậy, hai chiếc đĩa tương tự như nhau. Đấy, giá cả phù hợp để cho các bác cùng chơi. Đấy, và bác nào mà quan tâm thực sự thì có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi. Đấy, tôi quay lại cái đĩa này cho các bác có thể ngắm lại. Đấy, rất đẹp. Đấy, đĩa này IC. Và đĩa bên này thì là đĩa cảnh Hồng Kông. Đấy, cảnh Hồng Kông thì một đôi chim cơm cũng đậu trên mỏm đá này. Đấy, có ốc, có khẩu, có sắc. Đấy. Và phân bối màu sắc nó rất là rực rỡ, nó phân biệt bóc tách ra để cho các cái chi tiết nó nổi bật. Đấy, và ngoài cũng là chạy triện và khảm các cái đường dây nho ở vành đĩa này. Đấy, và vào đây là một đôi chim câu màu sắc rực rỡ các bạn. Đấy, đĩa thì kinh tế nó vừa phải, vừa tầm tiền, để cho bác nào mà có nhu cầu có thể liên hệ cho chúng tôi tầm được 3 chiếc đĩa này. Đấy, có những bác hỏi đĩa Hồng Chí thì Hồng Kông. Và mọi thông tin chi tiết nhé, các bác có thể liên hệ qua hai số điện thoại là 083-626-9999, số Zalo là 0985-230-888. Và do hôm nay chúng tôi cũng rất là bận. Đấy, giờ chúng tôi mới lên được clip ban tối. Tôi vừa mới về xong, đấy, cũng rất là nhiều việc. Vâng, và các bác hãy đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật cũng như là theo dõi những sản phẩm chúng tôi đang lên hàng ngày. Và cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.